Vì sao Thủ tướng phải gạt bỏ Quý Tử nhà bà Dũng? Kỷ lục về ghế trống không phải là ghế Chủ tịch nước mới gần 2 tháng mới có chủ, mà là ghế Phó Thủ tướng ông Lê Văn Thành để lại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mất khi đang tại chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, ghế của ông vẫn để trống đến tận ngày 6 tháng 6, tức là tới hơn 9 tháng sau, chiếc ghế này mới có chủ. Chủ nhân mới của chiếc ghế này là ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Long là người gốc Thanh Hóa, cùng quê với ông Phạm Minh Chính, được xem như Phạm Minh Chính đây là một tay cất nhắc đưa lên. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông Chính không cất nhắc Nguyễn Thanh Nghị là con trai của Nguyễn Tấn Dũng mà lại cất nhắc Lê Thành Long? Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính từng được Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ rất nhiều. Hiện nay, hiện tượng cục bộ địa phương rất nghiêm trọng trong đảng. Các quan chức xuất thân cùng một địa phương đã liên kết với nhau rất chặt chẽ. Có thể kể đến một số dòng mạnh trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Ninh Bình, v.v. Vì vậy, nếu nhóm Thanh Hóa không tranh thủ liên kết có sức mạnh thì rất khó có thể chủ vững được. Ông Tổng Bí Thư là người Đông Anh, Hà Nội, thế nhưng ông lại ưa dùng kẻ ngoại đạo, chứ không kéo bè kết cánh nhóm Hà Nội thành một thế lực lớn trong đảng. Ông dùng Vương Đình Huệ là người Nghệ An, ông dùng Vũ Văn Thưởng là người Vĩnh Long và ông dùng Tô Lâm là người Hưng Yên. Tuy nhiên, ông lại bị Tô Lâm làm phản đến mức mất hết quyền lực. Đấy là bài học cho những người còn lại. Càng đấu đá, họ càng cần phải liên kết với những thế lực cùng quê để tạo hậu thuẫn an toàn cho nhau. Nhóm Thanh Hóa của Phạm Minh Chính chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị, cũng chính là ông có 4 ủy viên Trung ương Đảng, gồm Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mới được bầu vào ghế Phó Thủ tướng, Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong 4 ủy viên Trung ương Đảng của nhóm Thanh Hóa, ông Lê Thành Long đã có triển vọng hơn rất nhiều, bởi ông này đang ở Trung ương Đảng. 3 người còn lại hoặc ở địa phương hoặc trong đài truyền hình nên con đường tiến vào Bộ Chính trị còn rất xa. Dù ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay ngồi ghế Phó Thủ tướng, ông Lê Thành Long đều là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, nếu chỉ ngồi ghế Bộ trưởng thì khả năng vào Bộ Chính trị là rất thấp. Hiện nay, chính phủ đã có đủ 4 Phó Thủ tướng, nhưng chưa có ông nào là ủy viên Bộ Chính trị, vẫn còn một suất ủy viên Bộ Chính trị dành cho nhóm Phó Thủ tướng. Việc Lê Thành Long lên được Phó Thủ tướng xem như Thanh Hóa có thêm cơ hội để có thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa. Người Cộng sản vốn không coi trọng ân nghĩa, cho nên khi đứng giữa một bên là ân nghĩa và bên kia là lợi ích địa phương, thì Phạm Minh Chính sẽ gọt bỏ ân nghĩa để ủng hộ người cùng địa phương lên ghế Phó Thủ tướng. Ít nhất việc này cũng tạo cho phe Thanh Hóa của ông có cơ hội cao hơn trong việc giành lấy vị trí trong Bộ Chính trị. Nếu chọn Nguyễn Thanh Nghị và giả sử Nghị vào được Bộ Chính trị thì sau đó Nghị sẽ sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính, hay lại tìm cách xây dựng vây cánh Kiên Giang cho bằng chị bằng em đây. Phạm Minh Chính luôn được xem là kẻ thức thời nên sẽ không hy sinh quyền lợi của nhóm lợi ích vì ân nghĩa quá khứ của một cách viển vông. Nói cho cùng, những gì ông Nguyễn Tấn Dũng còn lại chỉ là cái bóng của ông thời huy hoàng. Nếu vì mà Nguyễn Tấn Dũng đã hết thời mà để phe Thanh Hóa mất cơ hội lớn mạnh, đồng nghĩa Phạm Minh Chính tự hại chính mình. Trong thời biểu Nguyễn Nhương, khi các nhóm lợi ích địa phương đánh nhau không khoan nhượng thì tất nhiên ông Chính phải tự vệ bản thân trước khi nói chuyện tình nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Thủ tướng gạt bỏ Quý Tử nhà bà Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Lương Tam Quang lên bộ trưởng, luật là tao, của Tô lên ngồi. Nếu căn cứ theo luật và thông lệ thì Lương Tam Quang còn không thể đấu với Trần Quốc Tỏ ngay trong Bộ Công an, chưa nói đến thắng 3 ủy viên Bộ Chính trị để lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Lương Tam Quang chỉ mới vào Trung ương Đảng năm 2021, trong khi đó Trần Quốc Tỏ vào từ năm 2016.
Trần Quốc Tỏ là ủy viên Trung ương Đảng hơn một nhiệm kỳ, theo luật của Đảng, ông Tỏ đủ điều kiện để vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, với lực lượng Lương Tâm Quang được chọn làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì việc ông Quang được bầu vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian, cho dù Lương Tâm Quang đã quá tuổi để vào Bộ Chính trị. Lâu nay, Đảng cho phép Bộ Công an tự tung tự tác, lộng hành với người dân để khiến dân phải sợ. Thì nay, với việc ưu ái quá mức, Tô Lâm đã quay sang áp dụng quy tắc luật là tao, tao là luật, ngay trong Đảng. Việc đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm xem như đã tạo ra luật chơi mới. Luật là tao ngay trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Đảng cương quyết bài trừ những đặc điểm thuộc về thế giới văn minh như tính minh bạch, sự phân quyền trong quản lý nhà nước bằng mô hình nhà nước tam quyền phân lập v.v. Đảng chỉ nhìn thấy lợi ích của Đảng nói chung và lãnh đạo Đảng nói riêng nên họ nói không với những cơ chế có thể giúp cho bộ máy chính quyền trở nên tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Có minh bạch thì mới có cơ chế để giám sát và có phân quyền thì mới có thể chống lại lạm quyền và giới hạn quyền lực. Ở chế độ cộng sản, cả hai thứ này đều không hề tồn tại. Và tất nhiên vì lợi ích, Đảng đã che chắn cho các quan chức thi nhau bòn rút của công, bòn rút của sức dân để làm giàu. Cũng chính vì điều kiện quá thuận lợi để làm chuyện phản dân hại nước, nên tất cả các quan chức trong đội ngũ của Đảng đều dính phốt đen đằng sau lớp mặt nạ đầy quyền uy. Được sự ưu ái của Đảng, Tô Lâm dần biến bộ máy điều tra khổng lồ của công an thành công cụ của riêng mình. Ông đã cho bộ máy này quay đầu nhắm vào đồng chí và từ đó tạo ra thế lực ngầm của Bộ Công an đến lớn như ngày nay. Khi sự minh bạch và sự phân quyền không tồn tại, Tô Lâm có cả một kho báu dữ liệu về hồ sơ đen của các đồng chí trong Đảng từ Trung ương cho đến địa phương, và biến Bộ Công an thành một bộ siêu quyền lực, kiểm soát và khống chế cả Bộ Chính trị. Việc thiết lập trật tự mới này là khởi đầu cho thời kỳ vô pháp, vô thiên ngay trong Đảng. Trong thời gian sắp tới, rất có thể phe Hưng Yên của Tô Lâm sẽ có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là Tô Lâm, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Có thể Lương Tam Quang sẽ vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 10 cuối năm, còn Nguyễn Duy Ngọc thì muộn hơn nhưng muộn nhất cũng phải vào đầu năm 2026 khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau khi ông Vương Đình Huệ bị loại khỏi vũ đài chính trị hiện nay, không còn địa phương nào có đủ 3 ủy viên Bộ Chính trị nữa. Chỉ có Hưng Yên là có khả năng sẽ có 3 ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian tới, chậm nhất là sau khoảng 20 tháng nữa, và cũng không loại trừ việc khả năng này diễn ra sớm hơn. Bởi Tô Lâm cần có vây cánh mạnh hơn để thực hiện mưu đồ bá chủ của ông ta trong Đảng. Khi phe Hưng Yên chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị mà Tô Lâm đã đủ sức khống chế được Bộ Chính trị, thì số ủy viên tăng lên, Tô Lâm sẽ như hổ mọc thêm cánh vậy. Khi thế lực càng trở nên hùng mạnh, thì phe Tô Lâm lại càng lôi kéo được nhiều người hơn. Vì những kẻ muốn phân vân không biết theo hay chống sẽ ngả về Tô Lâm cho an toàn. Chính trị là một cuộc chơi mà tất cả các bên đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Khi Nguyễn Phú Trọng thất thế thì quân tướng quanh ông ta sẽ quay lưng lại với ông ta rất nhanh. Lúc đó Tô Lâm sẽ có cơ hội củng cố thêm quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Lương Tam Quang lên Bộ trưởng, luật là tao của Tô lên ngồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.